Xin chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay á em sẽ chia sẻ cái video ngắn này về em sẽ bón phân cho những cái vườn cây ăn trái ở sau nhà của em ha. Thì tất cả những loại cây ăn trái hoặc là những cái bông hoa xung quanh nhà là từ hồi xưa giờ á là nhà em đều xài cái loại phân bón này nha cô chú và anh chị. Cái hiệu thì cái hiệu Diamond Fertilizer đây. Thì một cái bịch này á là nó có 50 pound nha cô chú và anh chị. Đó, cái này thì ông chủ nhà cũ á ông mua rồi ông đem lại cho tụi em, nên tụi em không có biết giá là bao nhiêu, nhưng mà một bịch như vậy á là 50 pound đó. Thì đây có cái tên của như vậy nè cô chú và anh chị, của cái loại phân bón này nè. Cái này là xài rất là tốt nha cô chú và anh chị. Nó thì cái loại phân bón này á, thì nhà em bón á, thì là tháng 3 nè, tháng 6 nè, tháng 9 nè, tháng 12 nè, cứ 3 tháng á, thì tụi em sẽ gỡ bỏ phân bón một lần. Thì bây giờ mời cô chú và anh chị á, cùng em đi rải phân cho những cái cây ăn trái sau nhà nha cô chú và anh chị. Mời cô chú và anh chị cùng đi theo em nha. Và đây là cái gốc cây Sherry Việt Nam mình nè cô chú và anh chị. Nó thì em cũng gãi cho Trang vậy luôn ha. Đó. Em gãi vừa gãi trong gốc, là em vừa gãi xung quanh luôn. Và cái gốc nó ra tới ngoài này nữa, nên là em ở ngoài này luôn. Nếu mà cái camera nó có lắc đó, thì cô chú và anh chị thông cảm giùm em nha. Tại vì em vừa cầm mà em vừa gãi phân á. Nên là nó có thể là nó bị hơi bị lắc á cô chú và anh chị. Rồi đây có hai cây xoài con lên nữa nè cô chú và anh chị. Cây xoài này là giống xoài Ken nha. Đây cây này là xoài Ken. Bây giờ thì không có bông, không có gì hết, vì mới vừa ăn xong. Tại vì hôm nay mưa quá đó, nên là có nhiều cái lá xoài khô xung quanh cái gốc này cô chú và anh chị. Thì em không có quét, em không có hốt được đó, nên là em cứ chờ cho nó khô khô đó rồi em ra em quét em hốt. Mỗi lần em đâu có biết, lúc em mới mua cái nhà này nè thì về em gãi phân. Em gãi cho mấy cây xoài con này một chút luôn cho nó tốt, là mai mốt em búng vô trong chậu. Rồi nếu anh chị nào có nhu cầu á thì em sẽ gửi mấy cây đó cho anh chị. Đây giờ với dưa gốc này cũng có mấy cây xoài con nè cô chú và anh chị. Mình cứ gãi xung quanh cái gốc vậy đó. Mình đưa gãi phần vô hết cái cây này. Mà trời hả, thì nó gầm mỏng gừ đây. Em không biết hồi có mưa lớn trôi hết vào cái phần của em không. Đó. Đây sẵn tiện đây cô chú và anh chị thì em cũng gãi lên những cây thơm luôn đó. Cái giống này nè, nó ba cái cây chính giữa nè cô chú và anh chị, là thơm của Hawaii luôn nha. Tụi em mua ăn á, cái ship từ bên Hawaii qua. Cái tụi em lấy cái đầu này nè đó, tụi em trồng xuống
Trồng này cũng được mấy tháng rồi mà nó tốt vậy đó cô chú anh chị. Em cũng gửi luôn à. Em cũng gửi luôn cho mấy cái hôm được. Em gãi ít thôi chứ em không có gãi nhiều. Gãi nhiều nó sẽ bị cháy hết đó của chú anh chị. Nó sẽ bị cháy gốc á. Nếu mà em quay nó có lắc lá, cô chú anh chị nhớ thông cảm nha. Đây em cũng bỏ vô gốc bơ. Hôm bữa gốc bơ này thì ông xã em bỏ rồi. Nhưng mà em cũng để xung quanh thêm một mớ nữa. Cái bơ với cây sao chê mình gỡ thêm một mớ nữa. Dục ốc nó lại rồi nữa. Đó, cô chú anh chị có nghe chưa? Trời giật mình nè. Em không biết một hồi trời nè. Trời có mưa rồi trôi hết mấy cái phân không nữa. Đây là cái mảng cầu nha cô chú anh chị. Cái mảng cầu dai mà nó không có dai. Cái loại mảng cầu màu đỏ đó nó rất thơm và nó rất là ngọt. Mà nó không có dai. Nên là em bực bội quá, hôm nay em không có ra em phụ phấn cho nó. Nên là nó chỉ có vài ba trái nhỏ nhỏ. Mặc dù là cái gốc nó ở trong đó, nhưng mà em cũng dùng vô gốc một phần. Rồi em phải gãi qua này một lớn. Tại vì cái rễ nó ra ngoài này nè cô chú anh chị. Thì cái loại phân này tốt lắm nha cô chú anh chị. Không có chemical rồi nhiều. Đó, nếu mà cô chú anh chị có xài á thì cô chú anh chị liên hệ coi ở đâu mua được cái loại phân này. Ở đây có những cái địa chỉ và số điện thoại của cái hãng phân này ở đây á, là tại vì em ở Port St. Lucie thì cái hãng phân này nó cũng gần bên em đó cô chú và anh chị. Đó, xài rất là tốt nha. Và đây là gốc thanh long đó cô chú và anh chị. Thì em cũng sẽ gãi trên gốc thanh long này một mớ luôn. Thanh long này nó bò lên trên gốc dừa đó, thì em sẽ gãi xung quanh gốc dừa nè cô chú anh chị. Đó, nói em cứ gãi xung quanh gốc dừa vậy đó. Em cũng hy vọng lần hồi đừng có trời mưa lớn để nó trôi ba cái phân hết ổn. Mưa vừa nhỏ thì là tuyệt vời. Mà mưa nhỏ nhỏ đó cô chú nhận chị, để cho mấy cái phân này nó tan ra đó. Đây em còn mấy gốc xoài nữa. Mưa nhỏ nhỏ thì để cho mấy cái gốc, cho mấy cái phân này nó tan ra thì càng tốt đó cô chú nhận chị. Cái khu này á, em có mấy cây đu đủ mới trồng á, với lại nha đam đó, với lại mấy cây khóm của em cũng mới trồng ở đây đó cô chú và anh chị thấy không. Thì em cũng sẽ gãi lên trên cái khu này đó một mớ đó, ba cái khóm em trồng nè đây. Và em cũng có trồng những cây mít này nha cô chú và anh chị. Em mua trái em ăn, em thấy hộp á, nhìn thấy cái giống mít nó ngon quá nên là em mua em trồng đó. Thì ở đây là gừng, mà nói là gừng Thái nè cô chú và anh chị. Đó, đây cây đu đủ của em cũng ra bông rồi đây. Thì cây khế là bữa em có quay nè, bây giờ vẫn còn trái nha cô chú và anh chị, và còn cũng nhiều lắm đó. Đây cô chú và anh chị coi trên đọt nè, đó còn trái rất là nhiều đó. Thì
Em cũng gãi luôn mấy cái gốc đu đủ này. Đó giờ cái mấy cái gốc khóm này là của chú nha anh chị. Và sau một hồi đi tới đi lui gãi qua gãi lại thì em chỉ còn có hai gốc bơ này thôi. Giờ em còn bao nhiêu phân đây nè cô chú và anh chị, thì em sẽ gãi hết hai gốc bơ này. Thì bây giờ mình gãi hiện tại bây giờ là tháng 9 ha cô chú và anh chị, thì khoảng chừng tháng 12 mình gãi thêm một lần nữa, cứ 3 tháng vậy đó cô chú và anh chị, gãi thêm một lần. Mà nếu ví dụ như bây giờ em gãi phải không, mà ngày mai nó không có trời mưa nha cô chú và anh chị, nếu mà ngày mai không có mưa thì cô chú và anh chị nhớ tưới, cô chú và anh chị nhớ tưới sương sương để cho xả bớt cái phân này nha cô chú và anh chị. Nếu mà nó không có mưa đó thì chúng ta phải qua hôm sau chúng ta phải tưới để chúng ta xả bớt cái phân này ra cô chú và anh chị. Chứ còn nếu mà chúng ta không có xả bớt cái phân ra thì có phân nó bám vô trên cái rễ đó. Mà nếu mà chúng ta lỡ mà gãi phân nhiều quá đó thì mấy cái cây á nó sẽ bị chết rễ nha cô chú và anh chị. Nên sau khi chúng ta mà gãi rồi thì qua hôm sau chúng ta nhớ tưới để mà chúng ta xả phân. Đó, tưới nước để chúng ta xả phân này nha cô chú và anh chị. Thì em cũng đã xong mười mấy gốc xoài, khế và hết vườn cây ăn trái rồi sao rồi. Thì em quay cái video này để em chia sẻ đến cô chú và anh chị. Thì em hy vọng cô chú và anh chị thích. Tại vì mấy cái video trước á thì có cô chú và anh chị cũng hỏi em á là bón loại phân nào và bao nhiêu lâu bón một lần. Thì hôm nay em chia sẻ với cô chú và anh chị. Đây, thì em quay thêm một lần nữa. Thì cái loại phân em xài ở đây là cái hiệu Diamond Fertilizer nha cô chú và anh chị. Và cái bịch này á là 50 pound. Đó, phân này thì gửi cho tất cả nè, bông hoa trái cây, cây cối đồ rau cải đều được hết nha cô chú và anh chị. Và địa chỉ ở đây có đây. Đó. Thì em ở đây á thì ông chủ nhà ông tới cái hãng gần đây ông mua luôn. Còn Home Depot, Halo có bán loại này hay không thì em chưa có coi ha. Cô chú và anh chị nếu mà có muốn xài thử có loại này thì chụp hình lại cái hiệu này thì cô chú và anh chị cứ đi lô ha, Home Depot coi thử ha. Thì video cũng đã tạm dài. Thì em xin tạm biệt cô chú và anh chị ở nơi đây. Em không quên chúc cô chú và anh chị một ngày luôn luôn an lành, luôn luôn hạnh phúc nha. Và em xin tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video sau nha.